nhụy hoa nghệ Tây Saffron SSYAM Saffron Việt Nam hộp 1 gram thần dược chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho mọi nhà. Nhụy hoa nghệ Tây Saffron sai luôn được người xưa coi như thần dược và đã được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh là tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Đây là một loại thảo dược thiên nhiên và nó mang lại nhiều tác dụng hữu hiệu cho người tiêu dùng. Nhụy hoa nghệ Tây Saffron sai hộp 1 gram tặng một bình nước là dòng sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng với nhiều công dụng hữu ích như cải thiện giấc ngủ giúp giấc ngủ của bạn sâu hơn và ngon hơn hỗ trợ hệ tiêu hóa rất tốt tốt cho tim mạch có tác dụng hỗ trợ phòng chống ung thư hỗ trợ cải thiện thị lực ngoài ra đối với chị em phụ nữ khi sử dụng saffron nhụy hoa nghệ tây sẽ giúp cải thiện và làm giảm các triệu chứng trong quá trình kinh nguyệt đem đến cho bạn sức khỏe tốt hơn mỗi ngày trên thị trường việt nam hiện đang có nhiều dòng saffron từ đa quốc gia như iran ấn độ nepal tây ban nha tuy nhiên khách hàng nên hiểu rõ chỉ có saffron được trồng tại iran mới là dòng sản phẩm tốt nhất saffron việt nam hiện đang là đơn vị phân phối độc quyền các dòng saffron cao cấp nhất tại việt nam nên bạn không cần lo lắng về chất lượng sản phẩm vì saffron việt nam luôn mang đến những sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng hãy cùng thử và cảm nhận những hiệu quả tuyệt vời mà saffron nhụy hoa nghệ tây đem lại Công dụng chính của saffron SSYM giúp cải thiện giấc ngủ, hỗ trợ hiệu quả về các vấn đề tiêu hóa. Đặc biệt rất tốt cho tim mạch, hỗ trợ điều trị bệnh trầm cảm, mất trí nhớ, cải thiện các triệu chứng kinh nguyệt và phòng chống các bệnh ung thư. Bên cạnh các công dụng hỗ trợ sức khỏe thì nhụy hoa nghệ tây còn rất tốt khi làm đẹp như giảm sẹo, mờ thâm, giảm mụn, cung cấp độ ẩm cần thiết cho da, giúp làm sáng da, da mịn và đều màu hơn. Thành phần nhụy hoa nghệ tây saffron SSYAM, sản phẩm được làm từ 100% nhụy hoa nghệ tây tự nhiên. Chế biến theo quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế nên rất an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Đối tượng sử dụng, sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, tuy nhiên đối với phụ nữ mang thai khi sử dụng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Lưu ý khi sử dụng saffron nhụy hoa nghệ tây theo FDA, người trưởng thành được khuyên nên sử dụng không? 1 gram saffron tương đương với khoảng 50 sợi mỗi ngày, 3 gia mỗi tháng, liều dùng tối đa như sau. Mỗi lần không quá 0,1 gram, mỗi ngày không quá 0,3 gram, mỗi tháng không quá 9 gram, khi sử dụng saffron với liều dùng quá cao lên đến 15 gia, lần có thể gây ngộ độc và nguy hiểm. Saffron là thảo dược tự nhiên, không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh giới thiệu về thương hiệu saffron việt nam công ty cổ phần saffron việt nam saffron tại việt nam từ một cái tên không ai biết đến giờ đã trở thành một thị trường rộng lớn nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng việt với thế mạnh là nơi đầu tiên và duy nhất nhập khẩu chính ngạch saffron từ iran thủ phủ của nhụy hoa nghệ tây trên toàn thế giới saffron việt nam mong muốn có thể biến việc sử dụng saffron chất lượng trở thành thói quen để mang lại sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho người việt